Xin chào gia đình, hôm nay Khanh lại gửi đến cho gia đình một cái video về chi phí sử dụng của chiếc xe điện. Chi phí sử dụng như thế nào thì anh em mấy hôm nay gọi là nhận được rất là nhiều một cái lượng khủng câu hỏi và một lượng quan tâm tích cực cũng giống như tiêu cực. Thì Khanh làm một cái video này để chia sẻ cho gia đình mình được nắm rõ những cái thông tin mà VinFast đang bây giờ công bố. Cũng có một số câu hỏi thì bây giờ vẫn chưa giải đáp được. Khanh ví dụ giống như là một số anh chị em hỏi là xe công bố 300 cây nhưng mà đã đi kèm cái điều hòa chưa? Thì hiện tại là VinFast họ chưa có công bố chính xác cái thông tin này. Thì có thì bên Khanh đã cập nhật cho tất cả anh em. Đối với Khanh, cái nào có thì Khanh nói có, còn cái nào không thì Khanh nói không, chứ không phải là theo kiểu che đầu dê bán thịt chó đó. Thành ra một số anh em có comment vào thì cũng dùng từ là nhẹ nhàng tí. Mình ở đây là góc độ là thảo luận, chứ cũng không có ai lấy chặn của ai đồng nào đâu mà nói lừa đảo gì. Rồi, thì bây giờ Khanh đi vào câu chuyện chính của vấn đề hôm nay là thuê bao pin ô tô điện VinFast được tính như thế nào. Rồi, nếu gia đình mình đang theo dõi video của Khanh, anh chị em mình cảm thấy yêu thích, nhờ mình nhấn đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất, rồi cập nhật về tất cả các thông tin. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Về cơ sở tính phí thuê bao pin ô tô điện của VinFast thì được tính như sau. Đối với một chiếc xe là sử dụng xăng thì hiện tại là sẽ có chi phí là khoảng 1.482 đồng trên 1 km với cái giá xăng là 19.000 và tiêu hao nhiên liệu là 7.8 lít cho 100 km chạy. Còn với tiền điện, đây là tiền điện, tức là tiền sạc vào cái chiếc ô tô của mình á, thì nó tính là 484 đồng trên 1 km chạy với giá điện sinh hoạt bậc cao nhất là bậc 5 là 3.100. Còn tùy theo mỗi gia đình thì sẽ có mức sạc điện khác nhau, có gia đình xài ít thì nó sẽ là một bậc 2, có gia đình xài nhiều thì lên bậc 5. Rồi, có gia đình xài năng lượng mặt trời thì rất là thấp. Rồi, thì với giá điện sinh hoạt bậc 5 hiện tại là 3.100 và mức tiêu hao năng lượng trung bình là 15.52 kW cho 100 km chạy, thì khách sẽ phải trả thêm chi phí sạc pin tại nhà hoặc là tại trạm. Đó là tiền sạc điện là 484 đồng cho 1 km chạy. Ngoài cái tiền thuê pin ra nha, ngoài cái tiền thuê pin thì mình phải trả thêm là 484 đồng cho 1 km, tức là tiền điện sạc vào. Thì chi phí thuê pin nó sẽ bằng là cái tiền mục số 3 là sẽ bằng mục 1, tức là cái tiền xăng ước tính á, trừ đi số 2 là còn 998 đồng trên 1 km. Thì đối với cái bảng tính này là Khanh xin phép khẳng định với gia đình mình là nếu chạy mà mình đi ở góc độ một chiếc xe tiêu hao nhiên liệu 7.8 lít cho 100 km thì mình chạy xe điện với ô tô là không có lệch nha. Dùng từ là không có lệch, chính xác là nó không lệch luôn đó. Nhưng nếu mà một chiếc xe của các bạn chạy bình thường mà khoảng tầm 10 lít cho 100 km chạy, tức là tiêu hao nhiên liệu ở những anh chị đang sử dụng nhiều trong đô thị. Trong đô thị thì rất là khó tiêu hao nhiên liệu dưới 8 cây đâu, rất là khó. Đa số các xe là 10 lít 12 lít, có xe 14, 15 lít. Rồi, thì những anh chị đi trong đô thị sẽ lời. Còn những anh chị đi chỉ có đường trường hay đường trường thôi, thì đối với đường trường các xe giống như chiếc lết, nó tiêu hao nhiên liệu 6 lít mấy thôi, thì đi xe xăng lời hơn. Đó là cái chia sẻ thật tình. Nhưng đối với ô tô điện, mình còn lời được một cái là chi phí bảo dưỡng. Các bạn sử dụng, chỉ có những anh chị em sử dụng ô tô mới hiểu chuyện này, là chi phí bảo dưỡng một chiếc xe một năm trung bình khoảng 10 triệu, 12 triệu. Thì đối với Khanh là do Khanh đi nhiều, một tháng Khanh đi tới 3 đến 4.000 km thì chi phí bảo dưỡng của Khanh là phải trên 10 triệu.
từ 10 đến 15 triệu một tháng, thì chia ra Khanh chi trung bình thì Khanh phải tốn là 1 triệu hơn một tháng. Thì đối với những cái người, những anh chị em sử dụng một chiếc ô tô giống như một cái chân đi giống như Khanh hàng ngày, và một tháng chạy khoảng tầm 3.000 cây thì lời, đúng thật là lời đó. Và do mình chạy nhiều mình phải tốn chi phí bảo dưỡng nhiều nữa, thì đối với ô tô điện thì cái chi phí bảo dưỡng nó là gần như bằng không. Nhà sản xuất họ công bố thì chỉ khoảng 20-30% cái chi phí của xe xăng thôi, chủ yếu là nằm ở thay vỏ xe, thay mát phanh và cân chỉnh phần bốn bánh truyền động thôi. Đó là về cơ sở tính chi phí bảo dưỡng, chi phí điện và ô tô điện này chạy có lời hay không. Đó là những cái chia sẻ. Còn đối với anh chị em mình đang sử dụng một chiếc ô tô, thì đợt đầu mình mua sẽ được tặng 1 năm thuê bao. Thì năm đầu tiên chạy, đối với cái chương trình tặng 1 năm thuê bao 1.450.000 nhân cho 12 tháng thì mình được đâu mười mấy triệu á. Mình coi như là năm đầu tiên chạy thì cỡ nào cũng lời. Nhưng năm thứ hai thì bắt đầu mình phải trả tiền thuê bao rồi. Thì lúc đó thì Khanh trở lại câu chuyện của Khanh, chia sẻ với tất cả anh chị em mình đang theo dõi kênh là mình chạy nếu mà tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe của gia đình mình mà dưới 8 lít thì mình lỗ, và đi ít thì mình lỗ. Đi ít có nghĩa là đi khoảng tầm dưới 1.000 cây một tháng á, thì mình lỗ. Còn nếu mà những anh chị nào mà sử dụng nhiều, nhiều tức là tầm 2.000 cây trở lên, trên 1.500 cây, và đi có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe của mình đang sử dụng á mà trên 10 lít thì mình lời. Đó là cái mà Khanh chia sẻ, muốn chia sẻ trong video này. Còn đối với một tiền điện một tháng thuê bao là 1.450.000 và giới hạn là 1.400 km, thì Việt Nam thì ở đâu khó thì ló cái khôn, đúng không ạ? Thì lúc đó mình suy nghĩ ra một cái công cụ gọi là quay công tơ mét, hắt công tơ mét. nếu mà ai mà nhận tua đồng hồ tua đồng hồ một lúc nào cũng nằm trong 1.400 km thì lúc đó lời chán luôn. Rồi, thì đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ về chi phí sử dụng, về những câu hỏi về việc điện của cái pin. Về câu hỏi là tại sao mà phải thuê mà không bán luôn cục pin, thì Khanh xin phép trả lời với tất cả anh chị em để anh chị em được rõ. Thì đối với việc mà mua một cục pin vào thì sẽ làm đội cái giá thành của chiếc xe lên. Thay vì cục pin thì cứ tính trung bình nó khoảng tầm 100-150 đi, cái này là Khanh tính trung bình nha. Thì mình sẽ làm đội cái giá thành, nếu mà cộng vào thì đội cái giá xe lên tới 100-150 triệu nữa, thì nó sẽ rất là khó phù hợp với lại cái người dùng mà bỏ ra một chiếc xe cái gì đó mới quá mà nó cao quá, giống như cái thời gian đầu mà mình mua chiếc lết vậy á, giá ra là bất ngờ té ngửa luôn, đơn đặt hàng rất là nhiều nhưng cuối cùng là đơn chốt hàng á thì nó bị tỷ lệ phần trăm rất là thấp, là do cái giá xe lết quá cao, không phù hợp cho một cái sản phẩm mới. Nhưng cũng may là VinFast họ rất là nhanh và rất là nhạy bén, thì họ cũng đã điều chỉnh rồi bằng những cái chính sách là tặng trước bạ, voucher 200, voucher 150, voucher 70, vân vân, rất rất nhiều voucher. Rồi. Còn về một lần sạc đi được 300 cây số cho 8 tiếng sạc, thì một số anh chị em chia sẻ là đã bao gồm cái tính cái máy lạnh chưa, thì Khanh xin phép là VinFast họ chưa công bố, thành ra không có trả lời được câu này. Rồi, nhưng mà mình họ có công bố là sạc nhanh thì 15 phút đi được 180 cây. Thì những anh chị em mà ở những thành phố lớn sẽ có mật độ trạm sạc rất là nhiều thì sẽ được lợi hơn những anh chị em đang sử dụng xe ở tỉnh. Và họ có công bố là cái trạm sạc á thì sẽ có ở bán kính là 2 cây số có một trạm sạc, cứ 2 km là có một trạm sạc. Chính vì vậy là những cái người dùng ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng vân vân thì sẽ là những cái người được
hưởng lợi từ những cái chính sách này của VinFast. Và đối với chạy xe Vin thì Khanh rất là thích là đi vào quận nhất, mình bỏ vào Vincom thì không có tốn tiền, không có tốn 6 tiếng, 6 tiếng đồng hồ đậu xe trong Vin, không tốn đồng bạc nào hết. Rồi. Còn họ sẽ bố trí là các trạm sạc ở các thành phố lớn, đường cao tốc, điểm dừng nghỉ, điểm dừng chân, đó, tức là dọc đường quốc lộ, các đường quốc lộ. Rồi. Còn về cái một số anh chị chia sẻ là thời hạn sử dụng pin như thế nào, số km hay giờ hoạt động, thì thời hạn sử dụng pin á thì Khanh chia sẻ là cái này là pin thuê. Pin thuê thành ra là mình không có phải quan tâm đến là cái pin nó bị giảm tuột điện áp gì hết trơn á. Tuột thì cái chuyện đó của VinFast họ lo, mình không cần phải suy nghĩ. Rồi cái câu chuyện về pin thì nó có rất là nhiều bài toán. Cái một số anh chị em chia sẻ rất là nhiều cách hay, rất là nhiều cách tính. Rồi một số anh thì chia sẻ với Khanh là về cách tính mà của xe điện á, nếu tính mà theo kiểu dân kinh tế á, thì anh làm một cái bài toán rất là hay, là Khanh xin phép chia sẻ với tất cả anh em mình đang theo dõi kênh, tất cả chị em mình đang theo dõi kênh, những anh chị em là dân kinh tế thì coi coi anh này phân tích có đúng hay không nha. Thì anh nói là thuê pin sẽ là lợi hơn là mua pin. Thì nếu mà mua pin á thì anh tính trung bình, anh search trên Google á là tính trung bình là giá pin là 150 triệu, thì khấu hao 10 năm là 120 tháng, thì chia tháng ra thì một tháng của mình là khấu hao nó sẽ rơi vào khoảng là 1.250.000. Rồi với 150 triệu tiền gửi ngân hàng thì mỗi tháng sẽ có tiền lãi là 1 triệu đồng. Như vậy nếu mà mua cục pin, chi phí hàng tháng cho cục pin sẽ là 1.250.000 cộng với lại 1 triệu tiền gửi là 2.250.000. Thì dù đi ít hay đi nhiều thì auto cũng là mất đi 2.250.000. Đó, tức là gồm có tiền chi phí hàng tháng, chi phí khấu hao nè, chi phí chia đầu lại và tiền lãi của 150 triệu. Còn nếu mà đi thuê á, đi thuê thuê pin thì với một tháng là 1.450.000, thì chỉ tương đương với phần khấu hao, tương đương với lại cái tiền khấu hao một tháng 1.2 triệu. Nhưng mà mình không bị mất đi cái tiền lãi gửi. Rồi như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được 800.000 một tháng. Một cái bài toán, một cái cách tính rất là hay của một anh dân kinh tế. Rồi các anh thì khác thì chia sẻ là như tính như vậy thì nó cũng được, nhưng mà nó không hay lắm. Vân vân. Thì đối với xe điện thì nó mình sẽ phải tính thêm cái phần là tuột pin, tức là cái phần pin nó bị chai đi á thì nó sẽ không cầm điện và nó sẽ đi không được xa giống như thời kỳ ban đầu. Thì cái việc thuê pin là cái chai pin là do VinFast họ chịu rồi, họ không có phải mình không phải quan tâm nữa. Thì Khanh nghĩ cái chính sách thuê pin này sẽ giúp cho chiếc xe nó đến gần hơn mình, và mỗi tháng thay vì mình phải trả tới 100 mấy chục triệu thì mình chỉ trả một số ít, có vẻ giống như mình đi trả góp á, thì Khanh thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn cái cơ sở mà tính tiền pin khoảng tầm 150, 200 hay là 100 triệu, thì cái này là Khanh trả lời luôn là VinFast chưa có công bố ra giá pin là bao nhiêu, bởi vì họ chỉ đưa ra cái chính sách là thuê pin thôi. Còn về pin thì Khanh xin phép là search cái giá đó thì nằm trên Google á, search trên Google, và dựa trên pin thay của những chiếc xe hybrid, tức là xe xăng điện. Thì xe xăng điện tại Việt Nam bán chính hãng thì nó chỉ có Toyota Cross xăng điện, thì giá pin, giá một bộ pin là 90 triệu, có độ bền là khoảng 5-7 năm. Thì đối với pin ô tô điện thì nó sẽ đắt hơn tí, tại vì pin của chiếc Cross thì nó sử dụng là pin nickel chứ không phải là pin lithium. Thì pin nickel thì nó sẽ nặng hơn, to hơn và có độ cầm điện thấp hơn pin lithium. Bây giờ nó có những cái công nghệ pin mới cao cấp hơn rất là nhiều, mà
Tesla thì họ là những cái nhà sản xuất đi đầu rồi. Thì công nghệ pin đó thì họ sẽ có những cái lưu trữ pin nhỏ hơn, lưu trữ nhiều hơn, đi được xa hơn, vân vân. Còn đó là những cái công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Còn về cái giá xe điện đợt này thì Khanh thấy nó phù hợp. Còn nếu mà anh chị em mình mà đặt cọc chiếc xe điện, cảm thấy nó đến khi sờ rồi, đến khi ra mắt mà không phù hợp thì mình có thể rút cọc lại. Đây là một chính sách rất là linh hoạt. Hoặc là mình thấy nó ok nhưng mà nó vẫn còn nhỏ so với lại nhu cầu sử dụng của gia đình mình, thì mình có thể nâng cấp lên cái model 35, E35, E36, nó to hơn, hoặc là lên to hơn 7 chỗ. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ với tất cả anh chị em mình trong video này. Thì cũng xin phép là cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi kênh, có những cái chia sẻ ý kiến rất là hữu ích. Cũng gửi lời đến những anh chị em mà theo dõi kênh có những cái comment nó hơi nặng tay thì mình cũng nhẹ nhàng lại. Tại vì đây là một cái cuộc thảo luận, cũng Khanh cũng không có lấy của các bạn một đồng nào, mà các bạn cũng chưa nhận được cái gì từ VinFast. Mình cũng đây là một cái đề tài để trao đổi với nhau thôi. Mình dùng những cái từ lựa lời mà nói cho tội lòng nhau, cho nhẹ nhàng nhau, thì mình trao đổi cái thảo luận nó sẽ vui vẻ, mang tính chất là hợp tác hơn. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại.